hé lộ của ông Hoàng Nam Tiến về ba từ khóa, một bí kíp để thành triệu phú USD. Ba từ khóa quan trọng nếu muốn trở thành triệu phú USD bao gồm lao động, sáng tạo và công nghệ. Ngoài ra, đầu tư học tập là khoản đầu tư tốt nhất khi chưa có một triệu USD. Bỗng dưng thành triệu phú USD tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó là ngày 13 tháng 12 năm 2006. Đấy là một buổi sáng khi FPT niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm đấy, FPT có 150 người trở thành triệu phú USD. Chủ tịch FPT Tele Cụm Hoàng Nam Tiến mở đầu câu chuyện về việc kiếm được 1 triệu USD đầu tiên trong chương trình mới đây của VTV. Ông Tiến cho biết ngày xưa trở thành triệu phú USD rất khó. Thời điểm năm 2006, số tiền này tương đương khoảng 15 tỷ đồng và mua được khoảng 30 căn hộ đẹp. Hiện tại, để mua được 30 căn hộ đẹp với giá khoảng 5 tỷ đồng thì cần tới 150 tỷ đồng, một số tiền lớn hơn rất nhiều so với con số 1 triệu USD. Vị này cho rằng mình kiếm được 1 triệu USD đầu tiên là nhờ may mắn khi bản thân lao động trong chỉ 10, ba năm đột nhiên một ngày có rất nhiều tiền, ngày đó chúng tôi gọi FPT là đột kim, đột kim là bỗng dưng có nhiều tiền, ông Tiến nhớ lại. Ông cũng tiết lộ hai bát rượu phú USD đầu tiên tại FPT đã lựa chọn bán cổ phiếu và chuyển sang mua tài sản khác như bất động sản, 3 phần tư trong số họ hiện nghỉ không làm việc nữa với ông, 1 triệu USD đầu tiên giúp ông thực hiện ước mơ trở thành phí công từ thuở bé. Năm 2007, ông Hoàng Nam tiến xin Chủ tịch Trương Gia Bình nghỉ làm để sang Úc học lái máy bay. Sau khi thực hiện xong ước mơ, ông quay trở về FPT và hiện vẫn làm việc đầy đam mê 10 đến 16 tiếng mỗi ngày, làm sao để từ triệu phú tiền đồng thành triệu phú USD. Câu chuyện trở thành triệu phú USD của ông Hoàng Nam Tiến có lẽ phần nhiều là sự may mắn. Vị doanh nhân này cũng cho biết nếu không có FPT cũng không biết mất bao lâu để ông trở thành triệu phú USD, nhưng ông Tiến cho rằng mấu chốt vẫn là lao động trong chỉ thì thành cả và may mắn sẽ đến. Ba từ khóa được ông đưa ra lời khuyên cho người trẻ nếu muốn trở thành triệu phú USD bao gồm lao động, sáng tạo và công nghệ. 95-99% trong số chúng ta là chọn con đường trở thành những người cán bộ, nhân công, lao động, mẫn cắn chăm chỉ, tất nhiên sẽ không bao giờ có một triệu USD, điều này là hiển nhiên. Trong những người như vậy sẽ có những người nghĩ khác, làm khác, kể cả đang phải làm những công việc mà trước đấy rất nhiều người làm nhưng họ bắt đầu là với một suy nghĩ mà chúng tôi rất tâm đắc suy nghĩ không cố về những vấn đề không mới, ông thẳng thắn bày tỏ. Với cách nghĩ khác làm khác thì họ sẽ có bước đột phá và tạo ra những việc hoàn toàn khác, lấy ví dụ chính bản thân từng là nhân viên bán hàng, ông Tiến nhận ra nếu cứ mãi bán hàng thì thu nhập bản thân cũng sẽ dừng lại ở điểm nhất định, ngay lập tức ông nghĩ ra cách làm sao để cả trăm công ty khác bán mặt hàng đó của mình có thể lợi nhuận ít hơn nhưng tôi có mạng lưới bán hàng vô cùng rộng lớn, đó là ý tưởng đầu tiên năm 1994, sau 9 năm, chúng tôi đã xây dựng được công ty phân phối lớn nhất tại Việt Nam với doanh thu cao hơn Unilever Việt Nam thời điểm đấy, ông Tiến nhớ lại như vậy yếu tố tiên quyết để bứt lên hẳn khỏi số đông và kiếm được một triệu USD đầu tiên chính là dám nghĩ khác, làm khác không giống như mọi người. Nhưng làm chăm chỉ chưa đủ, yếu tố không thể thiếu để thành công. Theo ông Tiến là công nghệ, công nghệ sẽ giúp thay rất nhiều sức người. Nếu làm việc chăm chỉ mỗi ngày thì bạn cũng chỉ có thể hơn người khác gấp 2, gấp 3 lần. Trong khi đó, nhờ công nghệ bạn có thể hơn gấp 100 đến 200 lần sức lao động thông thường. Vì vậy, cần biết ứng dụng công nghệ, tận dụng những công nghệ mới nhất người trẻ sẽ có vị trí so với bạn bè khác đối thủ cạnh tranh khác ngoài ba từ khóa trên bí kíp quan trọng nhất được ông hoàng nam tiến chia tiết lộ chính là đầu tư vào kiến thức và các trải nghiệm tư duy này giúp ông tiến học được nhiều điều hơn người khác khi cùng khoảng thời gian đi làm như nhau đầu tư học tập là khoản đầu tư tốt nhất khi chưa có một triệu usd hãy đầu tư vào việc học học ở trường tốt nhất thầy giỏi nhất bạn học giỏi nhất ông tiến cho biết với bối cảnh thế giới phẳng hiện tại hiện có rất nhiều khóa học với những người tốt nhất được mở miễn phí hoặc với chi phí rất rẻ